Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của bà con khi mà Nam Bộ đang trong đợt triều cường mới. Đợt này thì triều có cao hơn không chị Hồng Giao? Dạ vâng, xin chào chị Mỹ Ngọc và quý vị khán giả. Khả năng đợt này triều cường chỉ ở các vùng ven biển như là tại Tiền Giang và Bến Tre. Người dân tại đây cần chú ý là nước mặn có thể lấn sâu theo con triều, nên là vùng trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản chú ý theo dõi độ mặn. Còn sâu hơn trong đất liền như tại Vĩnh Long và Cần Thơ, dự báo triều thấp sẽ ít ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt. Về diễn biến thời tiết trong ngày, dự báo tại Cần Thơ và các nơi khác ở khu vực miền Tây Nam Bộ ngày hôm nay tiếp tục nắng nhiều và khá nóng. Nhiệt độ cao nhất chiều nay sẽ phổ biến từ 32 cho đến 34 độ, riêng tại Châu Đốc chạm mức nắng nóng 35 độ. Với khu vực miền Đông Nam Bộ, nắng nóng sẽ tiếp diễn trên diện rộng. Chiều nay tại các nơi huyện Đồng Phú, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh sẽ chạm mức nắng nóng 35-36 độ. Trời vừa nóng vừa khô, độ ẩm thấp nhất dưới 47%. Chuyển sang phần dự báo cho thành phố Phú Quốc. Dự báo ngày hôm nay, trời cũng nắng kéo dài đến 5-6 giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 32 độ, nhờ có gió biển thổi đều đặn nên là không khí khá là thoáng đãng. Thời tiết ở vùng biển Phú Quốc cũng như khắp các vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, Kiên Giang, dự báo ngày hôm nay trời đều nắng đẹp, tầm nhìn xa trên 10 km, có gió nhẹ, biển êm ả, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động.